Trong bóng đá từ xưa đến nay đã có rất nhiều cuộc đối đầu thú vị, không chỉ đến từ những cầu thủ trên sân xuất sắc, những cổ động viên cuồng nhiệt trên khán đài mà đó còn có thể là màn so tài giữa những huấn luyện viên. Khán giả ngoại hạng Anh từ 2000 đã được chứng kiến một cuộc đấu thú vị như thế. Man United khi ấy đang nổi lên như một thế lực thống trị nước Anh dưới bàn tay của Sir Alex Ferguson. Còn Arsenal cũng là một ông lớn với chiến tích bất khả chiến bại ở mùa giải 2003-2004. Bây giờ ngoại hạng Anh cũng đang chứng kiến một điều giống như vậy. Chúng ta có Pep Guardiola và Jurgen Klopp đến và chinh phục xứ sở sương mù bằng tài năng đại tài của họ, tạo nên một thời đại thống trị của Man City và Liverpool. Nhưng liệu thời đại của cả hai sẽ kéo dài bao lâu? Đầu mùa giải năm nay, Erik ten Hag đã đến và thổi một luồng sinh khí mới vào Man United, giúp câu lạc bộ này tiến bộ nhanh chóng, nhưng liệu nó đã đủ để kết thúc thời đại của hai gã thống trị vĩ đại kể trên hay chưa? Trước hết cần phải biết Pep Guardiola và Jurgen Klopp đã làm được gì để có thể tạo nên một thời đại riêng của cả hai tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Chuyển tới Anh từ Bayern, Pep có nhiệm vụ nâng tầm Man City với sự đầu tư khổng lồ từ các ông chủ Ả Rập. Với thứ bóng đá giàu tính kiểm soát và bộ óc chiến thuật dị biệt, Pep đã giúp Man City thống trị bóng đá Anh với 4 lần lên ngôi tại Premier League trong 5 năm gần nhất. Và đội bóng duy nhất có thể khiến đoàn quân áo xanh của huấn luyện viên Pep Guardiola phải về nhì ở mùa giải 2019-2020, đó chính là Liverpool, với lối đá Jurgen Pressing, hay nói vui là Pressing đến chết mà Jurgen Klopp áp dụng vào nửa đỏ thành Merseyside, đã giúp họ trở thành một đối thủ xứng tầm với Man City của Pep. Một người đến và giúp đội bóng thống trị giải đấu, một người giải cơn khát danh hiệu vô địch nước Anh của câu lạc bộ sau gần 30 năm, mang về Champions League. Vậy một huấn luyện viên nào đó muốn chen chân vào cuộc đại chiến ấy, ông ta sẽ làm được điều gì đó thật đặc biệt. Nếu không sẽ thật khó để có thể so sánh với hai gã thiên tài kia. Ngày 23 tháng 5, chỉ một ngày sau khi ngoại hạng Anh mùa giải 2021-2022 khép lại, tân thuyền trưởng của Man United, huấn luyện viên Erik ten Hag đã có buổi ra mắt giới truyền thông. Trong buổi họp báo, nhà cầm quân người Hà Lan tự tin tuyên bố: "Tôi nghĩ mình có thể làm điều đó. Lúc này, tôi ngưỡng mộ cả hai câu lạc bộ, Liverpool và Man City chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Nhưng kỷ nguyên nào cũng sẽ đến ngày khép lại. Tôi mong chờ việc được đua tranh với họ và tôi tin nhiều câu lạc bộ cũng muốn làm điều đó. Man United có lịch sử hào hùng và hãy cùng nhau tạo nên tương lai. Tôi thực sự hào hứng làm điều đó với Man United, nỗ lực gắn kết và tôi tin chắc câu lạc bộ sẽ thành công." Về cơ bản, nhiều người chỉ xem đây như một bài để Ten Hag chứng minh tham vọng của mình tại đội bóng mới, chứ thực tế để đánh bại Klopp và Pep lúc này là một điều gần như là bất khả thi. Nhận định ấy lại càng có cơ sở khi Quỷ Đỏ khởi đầu mùa giải 2022-2023 theo cách tồi tệ nhất lịch sử, toàn thua 2 trận và xếp bét bảng. Nhưng rồi Ten Hag đã dần dần giúp Man United trở nên tốt hơn. Họ có những thành tích tốt liên tục để bám sát top đầu. Thêm vào đó, lợi dụng tình cảnh Liverpool gặp mà khó thời gian đầu mùa, có những lúc thầy trò Jurgen Klopp đã ở nửa dưới bảng xếp hạng và bên kia Man City gặp những vấn đề về nội bộ, các cổ động viên Man United lại càng tin vào khả năng một cuộc lật đổ sẽ xảy ra. Nhưng đến thời điểm hiện tại, nhất là sau trận thua 0-7 của Man United trước Liverpool, ta lại càng thấy rõ được việc vượt qua Jurgen Klopp và Pep Guardiola là khó đến như thế nào. Pep năm nay 52 tuổi, Klopp 55 tuổi, còn Ten Hag vừa bước qua tuổi 53. Tôi nói điều đó để chứng minh rằng không phải do Ten Hag còn quá non trẻ so với hai người còn lại để có thể đánh bại họ. Tuy nhiên, xét về tuổi đời có thể xấp xỉ bằng nhau, nhưng về mặt kinh nghiệm, chiến thuật và khả năng cầm quân, Ten Hag vẫn cần phải học hỏi rất nhiều. Ten Hag trong thời gian làm việc tại Hà Lan từng nói rằng mọi huấn luyện viên đều mơ ước để lại dấu ấn trong lịch sử. Cách duy nhất để đạt được điều đó là gắn với một triết lý căn bản tương tự Rinus Michel, Johan Cruyff và Lucien Van Gaal. Nhưng Ten Hag không copy hoàn toàn triết lý của người đi trước. Ông học hỏi và tự hoàn thiện lối chơi cho mình. Trong thời gian làm việc ở Đức, Ten Hag từng là trợ lý của Pep Guardiola nên ông đã tích cực học hỏi từ lối chơi của người đồng nghiệp, lối chơi kiểm soát bóng hoàn hảo. Ten Hag cũng tham khảo chiến thuật chơi bóng vô hình của huấn luyện viên huyền thoại người Ý Sacchi để áp dụng vào khâu pressing. Nhưng đây cũng là nền tảng để Jurgen Klopp tạo ra chiến thuật Jurgen pressing từng đánh đông dẹp bắc tại châu Âu. Học hỏi là một điều rất tốt, nhưng để có thể dung hòa tinh hoa của những cá nhân khác nhau để tạo nên cái đặc biệt của mình là một điều rất khó. Tại Ngoại hạng Anh năm nay, ta thấy được Ten Hag giúp Man United tiến bộ rất nhiều. Nhưng đó cũng là bởi ông biết khéo léo xoay sở tình huống, chứ không phải có một lối chơi bản sắc rõ ràng. Những tính toán về mặt chiến thuật của Ten Hag có thể giúp Man United vượt qua nhiều trận đấu, nhưng nếu không xây dựng một triết lý phù hợp thì sẽ thật khó để duy trì được trạng thái đội bóng ở một đẳng cấp cao như Man City và Liverpool trong những năm qua. Pep ưa thích sử dụng những đường truyền một cách có chủ đích và được dàn dựng một cách khoa học, kỹ lưỡng và tỉ mỉ nhằm đưa bóng về 1/3 cuối sân của đối thủ. Còn với Jurgen Klopp, ta thấy được ông luôn yêu cầu các học trò giành lại bóng ngay lập tức trong mọi tình huống. Nếu bạn giỏi xoay sở thế trận ở trên sân, điều đó sẽ khiến các đối thủ khó có thể bắt bài. Nhưng nếu những đội bóng như Liverpool hay Man City ở một phong độ cao với thứ bóng đá làm nên thương hiệu, thì việc để đánh bại họ là điều vô cùng khó khăn.
Trận đấu vừa rồi với Liverpool, Manchester United không chỉ thua bởi những khoảnh khắc mà họ đã hoàn toàn bị bóp nghẹt bởi chiến thuật của Jurgen Klopp. Ten Hag và các học trò đã quá tự tin mà dâng cao chơi đôi công với một đối thủ như Lữ Đoàn Đỏ. Trong video này tôi sẽ không nói quá nhiều về những sai lầm trong mặt chiến thuật của Ten Hag hay những vấn đề xoay quanh. Tôi nhắc lại trận thua đó chỉ để nhắc nhở mọi người rằng nếu Liverpool của Klopp hay Man City của Pep với phiên bản tốt nhất của mình hoàn toàn có thể đè bẹp bất kỳ một đối thủ nào. Vì vậy có một triết lý bóng đá xuyên suốt là một yếu tố sống còn để tạo nên một đội bóng hùng mạnh. Triết lý được Ten Hag xây dựng tại đội chủ sân Old Trafford liên quan đến việc dồn ép đối thủ bằng những cầu thủ tấn công hoạt động tích cực và luôn duy trì được sự kiểm soát trên sân. Nhưng có lẽ với những nhân sự đang có trong tay, cũng như đây mới chỉ là mùa đầu tiên Ten Hag đến làm việc tại Anh, thì thật khó để ông có thể xây dựng đội bóng theo mong muốn. Đến cả như Pep và Klopp ngay mùa giải đầu tiên của mình vẫn chưa làm nên điều kỳ diệu. Vậy cần thêm thời gian để Ten Hag có thể chứng minh được liệu mình có thể chen chân vào cuộc đua và thậm chí là kết thúc thời đại của Pep và Klopp hay không. Giống như Pep và Jurgen Klopp, Erik Ten Hag cũng mang trong mình ADN của nhà vô địch, người có thể khiến mọi đội bóng nơi ông đặt chân tới trở nên tốt hơn. Với Pep Guardiola, ai cũng biết huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã xây dựng được thứ bóng đá tiki-taka từ một thời thống trị trời Âu, đến Đức hay bây giờ là tại Anh với Man City. Ở nơi nào Pep cũng giúp đội bóng của ông thống trị giải đấu. Còn với Klopp, ông giúp Dortmund trở lại là một thế lực tại Đức, giúp đội bóng vùng Ruhr tiến vào trận chung kết Champions League. Ông giúp Liverpool quay trở lại thời Hoàng Kim khi trong những năm qua luôn là đội bóng cạnh tranh gắt gao cho chức vô địch Ngoại hạng Anh và đã từng một lần làm được điều đó. Đấy còn chưa kể đến danh hiệu Champions League vào năm 2019. Cũng giống như hai người đồng nghiệp, Ten Hag cũng là người có thể tạo nên sự khởi sắc cho câu lạc bộ của mình. Huấn luyện viên 53 tuổi giúp Go Ahead, một đội bóng tại Hà Lan lên hạng ngay ở mùa giải đầu tiên của mình. Ông giúp Ajax tìm lại chức vô địch giải quốc nội sau 5 năm trắng tay. Đến với Manchester United, Ten Hag cũng được kỳ vọng giúp Quỷ Đỏ tìm lại ánh hào quang xưa. Có thể lật đổ được thời đại của Pep Guardiola và Jurgen Klopp, Ten Hag sẽ còn có rất nhiều việc để làm. Phát biểu sau đây của Pep sau khi Manchester United giành được Carabao Cup có thể được xem như động lực khích lệ Ten Hag sẽ làm tốt hơn trong thời gian tới. Khi tôi đặt chân tới nước Anh, Man United đã luôn ở đó. Vì lịch sử của họ, Erik đã làm mọi thứ rất tốt, thật là đáng kinh ngạc. Nhưng so với những gì hai đội là Liverpool và chính chúng tôi thì chắc là chưa bằng được đâu. Tôi nghĩ rằng nó cũng bình thường, Ngoại hạng Anh là một giải đấu khắc nghiệt và bạn phải luôn luôn làm tốt hơn ở mỗi mùa. Chúng tôi đã làm như vậy để có thể vô địch. Thời gian sẽ trả lời cho tất cả với những gì Ten Hag làm được cho đến thời điểm này. Người hâm mộ Man United có thể đặt hy vọng vào ông có thể tạo nên một cuộc lật đổ vĩ đại, nhưng cuộc vui mới chỉ bắt đầu.